Ngày 29 tháng 5, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên Cộng sản phường Châu Phú A phối hợp tổ chức diễu hành, tuyên truyền và phát tờ rơi cẩm nang về nâng chất phường đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2022 trên các tuyến đường Thủ Khoa Nghĩa, Đống Đa, Chi Lăng, Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Thoại, phường Châu Phú A. với các nội dung khẩu hiệu tuyên truyền như người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, nói không với hàng giả, hàng kém chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hãy xấu hổ khi rác trên đường, vì một thế giới xanh sạch đẹp, xả rác hôm nay gánh nặng ngày mai, bỏ rác đúng nơi quy định, hành động nhỏ lợi ích lớn. Đường dây nóng công an phường cho phố A 02963866224, lề đường là dành cho người đi bộ chỗ bán ngăn nắp sạch sẽ khách hàng vui vẻ mua nhiều lòng đường vỉa hè gọn gàng khách hàng tấp nập vui chơi mua sắm mùa lễ hội nhớ mang khẩu trang hãy là người bán hàng giang minh nói không với mê tính dị đoan mỗi người dân là một hướng dẫn viên thân thiện không đeo bám chèo kéo du khách qua đó nhằm tạo sự chuyển biến tích cực mạnh mẽ hơn nữa về ý thức nhận thức của người dân trên địa bàn thành phố châu đốc nói chung phường châu phú a nói riêng trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị xây dựng môi trường văn hóa lối sống lành mạnh góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội chính trị đảm bảo quốc phòng an ninh đồng thời góp phần nâng chất phường đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2022, phát triển theo hướng bền vững, giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng tầm với phường trung tâm của thành phố Châu Đốc.